xin kính chào quý vị và truyền hình SCT. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình Thời sự 247 với đối Dũng. Thưa quý vị, trong tuần qua có một cái chuyện gây tranh cãi vô cùng xảy ra tại Times Square, trung tâm của thành phố New York, cái nơi mà hàng năm có cả triệu người đến để đón giao thừa Tết Tây. Đây là cái nơi mà thưa quý vị, cái bảng quảng cáo nó phải nói là ai cũng chú ý bởi nó có thể nói là đắt nhất trên thế giới và là cái trung tâm của thế giới. Và tuần vừa qua cái nhóm mà gọi là Project Lincoln à Lincoln Project xin lỗi quý vị họ đã chạy với quảng cáo một cái quảng cáo họ gắn đi, họ viết ở trên billboard xin bà có thật cho coi cái video này đây trên cái billboard này nó có hai cái billboard một cái bên trái để hình cô Ivanka Trump là ái nữ tổng thống Donald Trump và là cố vấn cao cấp của tổng thống với con số là 33.418 người, hơn 33.418 người plus đó, New Yorkers, 224.005 plus Americans. Ý nói đây là số người chết ở tại Mỹ vì Covid-19. Bên kia thì cái bảng là để hình ông Jared Kushner là chồng của cô và là con rể tổng thống Donald Trump cũng là cố vấn cao cấp của tổng thống Donald Trump luôn. Có cái hàng chữ New Yorker are going to suffer and that's their problem quý vị thấy không? Quý vị có thấy mấy cái gạch gạch đỏ đỏ trắng trắng ở dưới là hình những cái thi thể những người chết vì Covid-19 được bọc vài màu đỏ hoặc màu trắng, lát quý vị sẽ thấy rõ hơn. Đó. Cái này do nhóm Lincoln Project đây, một cái nhóm các thành viên Cộng hòa, Đảng Cộng hòa nha, chống ông Trump, họ bỏ tiền đó họ quảng cáo. Một trong những người sáng lập ra cái Lincoln Project này là ông George Conway là chồng của bà Kellyanne Conway tức là người cụ cố, cố vấn cao cấp của tổng thống Donald Trump luôn. Đó. Thế thì bây giờ cái này nó gây tranh cãi và bên luật sư của cô Ivanka Trump và ông Jared Kushner đang hăm dọa kiện cái uh, Lincoln trách này. À, Lincoln Project này họ gom nhiều tiền là chống Trump ghê lắm. Đó. Thì uh, tại sao có thể quý vị có thấy cái cô Ivanka Trump có để cái tay như vậy không? Đây là cái hình ảnh mà trước đây cô từng chụp hình cô cầm một cái hộp đậu goya goya beans để mà quảng cáo cho cái công ty này sau khi công ty này ủng hộ ông trump và công ty này bị tẩy chay đó thì hồi đó đó người ta mới cự nự những cái người mà về đạo đức truyền thông đó đây cảm ơn anh anh anh, anh việt đó, đó quý vị thấy cái tay cô đó thì người ta hồi đó người ta có lên án chỉ trích cái chuyện này họ bảo rằng là một cố vấn tổng thống mà đi cầm cái hộp đậu đó như vậy thì có phải chăng cô lợi dụng cái chức vụ của mình và trong tòa gốc để quảng cáo trong cái sản phẩm mà gọi là thân thiện với tổng thống trump hay không đó hồi đó nó gây tranh cãi lắm nhưng mà chuyện đấy giờ chuyện nhỏ chuyện này bây giờ mới là chuyện lớn đó thì quý vị thấy không tự nhiên đăng cái hình lên như vậy và những con số như vậy và mọi người đi ngang người new york người ngoại quốc đi đến thành phố new york chứ không ai mà không thấy hai cái hình ảnh hết làm cho người ta nhớ lại là bởi vì sao đối với lincoln project họ bảo là hai người này có trách nhiệm trong đó bởi vì anh là cố vấn cao cấp của tòa gốc Cho dù anh đánh lương không đánh lương Chuyện đó không quan trọng Nhưng mà anh là cố vấn mà anh để xảy ra cái chuyện này Thực ra nó quy ra hai cái người này bị hết Thì nó cũng không công tâm Tôi phải công tâm tôi nói như vậy Bởi vì trong tòa gốc nó có nhiều người Cái người mà chịu trách nhiệm chính vẫn là tổng thống Nhưng mà họ nói luôn cả hai cố vấn cũng có trách nhiệm trong đó phần nào Thì cái đó nói có phần nào thì đúng Nhưng mà nếu để cái bảng này đó làm cho người ta cảm thấy là chỉ có hai người để chịu trách nhiệm cho hơn 200.000 người chết và ở New York đó là ba hơn 33.000 người chết Thì cái đó nó không công bằng lắm Nó không đầy đủ lắm Đúng ra là phải để là họ chịu một phần trách nhiệm Thì đúng còn để khơi khơi không có để gì cả Thì cái đó không công bằng hai người này Nhưng mà chính trị nó là như vậy Đúng không? Chính trị đây bởi vì nếu không nó phải để hình ông Trump mới đúng là ông Trump mới là người chịu nhiệm bởi vì sao? Ông là lãnh đạo quốc gia mà ông để chuyện này xảy ra. Mà ông bảo không trách nhiệm là không được. Thì bây giờ Lincoln trách hỏi ok vậy thì tôi đổ cho con đâu với con con rẻ không? <laughs> đó thì cái nó gây tranh cãi là chỗ đó. đó bây giờ đó thưa quý vị Lincoln Project trách thì họ không chịu thả các bạn này xuống không gỡ các bạn này xuống họ vẫn nói rằng là những cái con số này cho thấy là hai người này phải có trách nhiệm đó. bởi vì họ thấy rằng là khi mà khi mà khi mà người người ta nhìn lên các bảng nó thấy mấy cái mấy cái hình mấy cái hình mấy, cái, mấy cái gọi là cái gì mấy cái bao xác, bao đựng xác quý vị ông màu trắng màu đỏ màu trắng màu xếp dưới cái hình ông cái giá nó cứ... kinh quá mỹ đó gọi là graphic tức là nhìn nó rất là gọi là bạo động nó nó dữ dội hình ảnh nó đập vào mắt người ta và chắc chắn là người ta sẽ không ưa hai cái người này bởi vì hai người này là cư dân new york cô ivan Trâm thì sinh ra mà lớn lên ở new york ông jess kirchner thì lớn lên ở new jersey nhưng sau đó ông qua bên manhattan ông mua một tờ báo bên đó À, ông mua một tờ báo ông mua một tờ báo bên đó ông kinh doanh và ừ. ông mua một cái tòa nhà ở bên new york nên ông trở thành là, là là cư dân của new york thì trước giờ là mọi người người ta cũng kính nể hai người này lắm Thế là con của ông trump rồi này kia con rể ông trump nhưng mà khi mà ông trump làm tổng thống hai người này là làm cố vấn thì bắt đầu người ta khó chịu bởi vì biết new york cấp tiến họ chống ông trump đó. rồi bây giờ những cái chuyện này nó xảy ra nữa đó. Thì ông luật sư Kasovic của ông Kushner và cô ông Mark Kasovic Ông mới nói như thế này Đây là một hành động, một cái tuyên bố sai lạc Mang tính mạ lị, ha, mang tính mạ lị và làm mất uy tín Đương nhiên ông Kushner không bao giờ đưa ra một tuyên bố như vậy Và cả cô Ivanka Trump không bao giờ làm một cái cử gì như vậy đó. Cái sự trình bày của Lincoln Project qua hai cái bảng quảng cáo này cho thấy là vô cùng xấu hổ và rõ ràng là một hành động bôi nhọ đáng xấu hổ. Đó là ông ông viết như thế. Bởi vì ông nói là cố đâu giờ có để tay không, cố có cái hộp đậu gì đó mà giờ remove cái hộp đậu đi để cái tay này không. Giống như chỉ vô con số 30 ngàn, người New York với 220 ngàn người Mỹ chết rồi đó. Đó, đó. Mình, coi quý vị thấy rồi. Ông mới nói nếu những cái bảng này không được lấy ra ngay lập tức thì chúng tôi sẽ kiện và chắc chắn quý vị sẽ phải đền tiền và bồi thường vô cùng lớn đó là cái lời ông Cartrivit uh, ông nói như thế thì uh, đổi lại thì Lincoln Project họ nói như thế này thực tế là nếu quý vị giết hàng ngàn và hàng ngàn hàng ngàn New Yorker tức người New York thì quý vị sẽ không thể nào đi trở lại tái hội nhập lại cái xã hội này tại thành phố New York một cách lịch sự cũng như đi coi những trận đấu của đội Mets đội Mets là cái đội baseball nổi tiếng bên New York ấy. dân New York là mê đi coi đó à, chắc hai hai người này không biết đi coi không nhưng mà đại khái ấy. tôi nói ví dụ ở Việt Nam đi ở cái đội tôi nói ví dụ ngày xưa ở Sài Gòn có đội cảng Sài Gòn đá đi dân Sài Gòn ai cũng mê được đi coi trận này, đội này đá một lần đại khái rồi đấy nếu mà anh ở Sài Gòn mà anh nói câu đó hay là anh làm vậy á anh không xứng đáng lên Sài Gòn anh không bao giờ được vô đi coi một trận đấu cả Sài Gòn nó đại khái như thế thì ở đây họ nói là mad game là như vậy thì cái ông mà mà cái, cái, cái cô Molly John Fast là một cố vấn cao cấp của Lincoln Project viết lại như thế và người ta nói luôn là thực tế có thể là hai người này sẽ khó lòng mà hội nhập trở lại New York nếu sau này ông Trump không làm tổng thống nữa bởi vì họ phải trở lại họ làm ăn doanh nghiệp của họ đầy ở đó trên cái trâm sao hồ rồi nhà cửa bất động sản của Jonas Kutner cũng ở nhiều nơi sẽ rất là khó để cho người ta uh, 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 um, gọi là welcome gọi là hân hoan đón trở lại tuy nhiên cái ông Joe Borrelli đó ông này là một nghị viên thành phố của New York đại diện Staten Island nhưng mà không sao ông này hồi năm 2016 bỏ phiếu tổng thống Trump bảo hay cứ đến khu tôi cứ đến Staten Island chúng tôi là luôn luôn là chào đón hai vị ở à, mấy cái chỗ như Manhattan nè, Queen Brooklyn The Bronx nè à, là không không bao ấy. tại vì New York có năm borough ấy, năm borough ngoài bốn borough tôi vừa kể tên nó có Staten Island, nó là cái khu mà khá là giàu có nằm ở sát biển đó còn bốn cái khu kia thì Manhattan nó đầu nó toàn là ở những cơ quan những công ty lớn tòa nhà chọc trời liên hợp quốc này kia đó, khu Queen thì tôi nói khu Bronx thì nghèo hơn đó Khu Queen với lại khu um, Manhattan rồi uh, Staten Island và Bronx uh, đó. Prawn với Queen thì khá chút xíu. À, xin lỗi quý vị. Uh, Brooklyn với Queen, Brooklyn với Queen thì khác khá, khá chút xíu còn Bronx thì khu đó thì uh, người gốc châu Phi nhiều hơn và gốc Hispanic nhiều hơn. Uh, lý do tại sao tôi biết là tôi có từng sống đó thời gian tôi hơi hơi bị rảnh đó. Nó, tôi sẽ kể tiếp câu chuyện uh, này cho quý vị nghe. Xin quý vị đừng rời màn hình SCT Chúng tôi sẽ trở lại sau một quảng cáo. cảm quý vị diễn của đài truyền hình SCT sau đây chúng tôi trở lại chương trình thời sự 247 tôi đang nói về cái chuyện mà nhóm Lincoln Project của nhóm Cộng hòa cốt cán chống ông Trump đã đăng hai cái bảng quảng cáo ở Times Square ở New York ờ, trong đó có hình cô Ivanka Trump là con gái của ông Trump bảo là cố vấn của ông Trump và ông Jared Kushner là chồng của cô Ivanka và cũng là cố vấn của ông Trump luôn nói là hai người này chịu trách nhiệm về cái chết của hơn 34.000 người ở New York cũng như hai cũng như hơn, hơn 200.000 người Mỹ ở tại Hoa Kỳ. Thì thưa quý vị, cái đó thì thực sự ra mình thấy nó cũng không có đúng cho lắm. Đúng ra là họ phải quy trách nhiệm vào ông Trump thì có lẽ nó đúng hơn. Nhưng mà đó là quảng cáo chính trị. Và cái nhóm Lincoln Project họ đã làm như vậy. À, và bởi vì trước đây đó, thì thực sự ra mà nói nó cũng có nhiều vấn đề lấn cấn giữa ông Trump với lại thành phố New York. Đó là lý do tại sao họ chọn đó. Ví dụ như ông Trump từng gọi thành phố New York là thành phố Uh, vô chính phủ, phi chính phủ, anarchist uh, jurisdiction, nó ông gọi như thế. Và rồi ông cũng gọi luôn là mới đây ở trong cái cuộc mà tranh luận vào ngày 22 tháng 10 với ông Biden thì ông Trump đã gọi thành phố New York là ghost town, là thành phố ma và không ai thèm đến, không ai đến hết. Đó. Mà trước đây ông là cư dân thành phố New York, bây giờ ông đi ông nói xấu vậy, bởi vì ông hết làm cư dân rồi. Chúng tôi về Florida, tôi ở Malago, chúng tôi đi bầu ở đó rồi. À, ông nói nhau. Thì khi mà như vậy đó, thì cái ông phát ngôn viên của Bill de Blasio là thị trưởng thành phố New York bực lắm và ông nói là thưa ông tổng thống thành phố New York không phải là một thành phố ma đây là một thành phố rất năng động có nhiều cảnh để xem đặc biệt có cả cái bảng <laughs> hai tấm bảng mà cho thấy rằng là một cái sự thật phú vàng thật sự là trách nhiệm của Giuliani và Janis Kushner trong cái vấn đề chết của người Mỹ Ồ, trời dễ sợ chưa Các bạn thấy không? chưa bao giờ nước Mỹ này mà nó đến cái độ Người ta dùng tất cả mọi hình ảnh để mà người ta chi chét lẫn nhau. Cái đạo đức, cái luân lý đạo đức nước Mỹ chưa bao giờ thấy nó suy đổi như bây giờ. Ngay cả đặc biệt trong cộng đồng Việt Nam tôi cũng thấy quý vị vào trang mạng, quý vị thấy mạng xã hội, vô Facebook, vô Youtube, cái thế. Người ta vẽ cả những hình người ta lập, người ta photoshop nhiều hình kinh hoàng lắm. Người ta không thích ai, thậm chí đưa ra chém đầu luôn, treo cổ luôn. Đưa lên Facebook à rồi ông này dắt ông kia có những hình bảo là ông tập cận bình cầm đuôi à, cầm dây dắt ông ông joe biden bò bò đi như con chó đú hết đó rồi người khác thì vẽ hình ông trump nghĩa là như đứa bé nghĩa là ngồi rồi ị xuống nữa tum lum tum la phải nói là kinh tởm luôn chưa bao giờ ở cái đời tổng thống nào kể từ ngày tôi ở mỹ gần 30 năm tôi thấy luân lý đạo đức nó đi xuống đó là sự thật sự thật và sự thật để chúng ta suy nghĩ đúng không tôi chỉ nói lên cái sự thật đó thôi quý vị muốn nghĩ sao quý vị lỗi ai à, tự quý vị biết đất nước này về luật lý biển nó nó xuống ghê lắm quý vị cứ coi những người mà ủng hộ ông trump quý vị biết thấy ngay lập tức những cái chuyện như vậy rồi bây giờ có một chuyện lùm xùm khác đó là chuyện ông hunter biden con trai của joe biden kỳ này không ra ứng cử nhưng mà lại được người ta chú ý nhiều đặc biệt là fan cứng của ông trump và cảm trump luôn họ hy vọng là moi được cái gì đó của ông joe biden Thứ nhất cái vụ laptop thì chưa biết đi về đâu Rồi cả cái vụ 3 triệu rưỡi Quý vị nhớ không? Trong cái cuộc tranh luận vào ngày 22 tháng 10 ông Trump bảo Con ông nhà ông hưởng 3 triệu rưỡi Ông Biden nói Cái đó là sạc Không bao giờ có Ông Trump cũng nói là ông Joe và ông Hunter Biden nhận 3 triệu của một phụ nữ người Nga Ông Biden bảo chuyện nó hoàn toàn bị đặt Tôi chưa bao giờ lấy một đồng nào hết Thấy không? Thế thì bây giờ cái chuyện đi về đâu nó như thế nào? Đã. Thì đang chuyện lùm xùm như vậy hôm thứ hai vừa rồi cái ông Vladimir Putin tổng thống của Nga lại lên tiếng. À, ông lên tiếng ông nói rằng là gì? Những gì mà ông Hunter Biden làm việc tại Ukraine hoặc Nga trước đây công khai cho thấy sự không đồng ý về cáo buộc của ông Trump nhắm vào gia đình đối thủ trong cuộc tranh cử tổng thống hiện nay. Và Bản, bản tin hãng Reuters với ông Putin khi được hỏi hỏi như vậy về phát biểu của Tổng thống Trump trong cuộc tranh luận ngày 2 tháng 10 đó, ông, 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 ông Putin ông nói như thế. Và ông nói luôn, ông nói luôn đây này, ông nói luôn này đúng ở Ukraine ông Hunter Biden có thể đã có hoặc đang có làm ăn gì đó tôi không biết nhưng điều đó không liên hệ đến chúng tôi điều đó liên hệ với người Mỹ và người Ukraine ông ta có thể có ít nhất là một công ty coi như do chính ông đứng đầu và có vẻ đã kiếm ra tiền tôi không thấy có gì gọi là phạm pháp về việc này hay ít nhất chúng tôi không biết có điều gì phạm pháp à, tự nhiên ông này đổi 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 màu đổi màu không biết tại sao thì không biết cái chuyện này ông nói như vậy có lợi cho ông, ông ông Biden hay không có lợi mình không biết bởi vì có thể là có lợi bởi vì tự nhiên nó bênh bay lần bênh con Biden mà cũng có thể vì như vậy bảo là ông này lại là đi phe Biden thì là còn nguy hiểm nữa bởi vì người ta đang ghét ông này vì cái tội xen vào bầu cử nó có người còn thắc mắc là như vậy là khi bây giờ FBI tố cáo là nga đang tiến xen vào bầu cử để giúp ông Trump thắng giống như 2016 vậy thì có giúp được không Người ta không biết luôn đó thế nhưng mà nó có cái chỗ là gì một số nhà phân tích thì họ lại nghi là ông này đổi chiều có thể là nghĩ là chắc ông Trump thua Ông Biden thắng à, Trong cuộc bầu cử thành ra bây giờ đổi giọng Để nay mai có thể nói chuyện với ông Biden dễ hơn Nó đó cũng chỉ là giả thiết thôi Vì chúng ta không biết ai sẽ cử vào ngày 3 tháng 11 này Chỉ có người Nga họ biết điều đó Mà đúng họ nói như là họ đổi đổi màu Ông Putin rõ ràng đổi giọng Thấy không? Thế thì bây giờ cái vụ cái vụ mà Hunter, Hunter Biden Nó vụ 3 triệu rưỡi như thế nào à, Thì chúng ta đi vào một cái chi tiết chút xíu Để chúng ta kiểm chứng Đó thì chắc quý vị biết đây được khoảng 2 tuần Ủy ban nội an của Thượng viện do Thượng nghị sĩ Ron Johnson của Đảng Cộng hòa tiểu bang Wisconsin đứng đầu Và Ủy ban tài chính do Thượng nghị sĩ Chuck Grassley Đảng Cộng hòa tiểu bang Iowa đứng đầu Họ đã điều tra cái vụ này Họ phỏng vấn 49 người và có bốn cái cuộc điều tra à, phỏng vấn bốn người có bốn cuộc điều tra đàng hoàng coi là cái số tiền này ở đâu ra thì cuối cùng đó trong cái bản báo cáo đó thấy không họ nói rằng là gì một phụ nữ người nga ừ. đó bà này là bà vợ quá của ông cựu thị trưởng moscow bà này tên là elena batuhrisna bà này đã trao cho một công ty ba triệu rưỡi à nói rằng là cái cái, cái 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 ông Trump cũng nói đó và người ta nói đó là bà này trao cho ông Hunter Biden 3 triệu rưỡi đô la. 3 triệu rưỡi đô la. Nhưng mà trong cái bản báo cáo của hai cái ủy ban đó thì nói rằng là cái nơi nhận là công ty Rosemont Seneca Thornton, một công ty đầu tư do ông Hunter Biden đồng sáng lập, đồng sáng lập nha, nhận 3 triệu rưỡi đô la của bà Paturina. vợ quá của cái ông cụ thị trưởng Moscow để có những cái điều làm ăn gì đó vân 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 vâng. thì cái này xảy ra vào ngày 14 tháng 2 năm 2014 đó. và công ty này chuyển qua nha tiền cái băng ngạc cao đó nó có mã số nó gọi là cần cần agreement số là dd đi treo 02 2014 tức là vào cái ngày 12 tháng 2 năm 2014 quý vị thấy đó đây này họ nói rõ đây này đó. đó các bạn các bạn báo cáo để như vậy được, rồi năm 2019 tờ báo Financial Times cũng mô tả công ty Rosman Seneca Thornton LLC là một công ty cũng do Hunter Biden đồng sáng lập. Đó. Nhưng mà cái phút nốt của bản báo cáo của thượng viện đó, của hai ủy ban này phút nốt là gì thưa quý vị? Khi chúng ta làm cái bài mà research paper ngày xưa đi học đại học quý vị biết đó, thường thường quý vị viết cái gì đó quý vị mở ngoặc quý vị số 1, đóng ngoặc là ở dưới cuối bài quý vị cho biết cái số 1 ra nguồn ở đâu. Thì cái nguồn cho bản báo cáo này chỉ đề cái gì? Confidential document 6, tức là một tài liệu số 6 bí mật. Rồi không nói gì cả. Cái tài liệu nó nằm bên bộ tài chính của Mỹ. Đó. Rồi. Cái công ty Rosemont Seneca Thornton LLC này được thành lập ở tiểu bang Delaware ngày 28 tháng 5 năm 2013 nhưng mà hồ sơ công ty lại không cho biết ai là người sáng lập. đó. thì luật sư của Hunter Biden đó, nói là ông Hunter Biden không phải là người sáng lập công ty này, nhưng mà khi mà uh, mà người ta hỏi đó, thế thì ông có hồ sơ ra để chứng minh là không lập công, thì cái, cái 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 ông luật sư này không đưa ra được. Nhưng mà người ta lại phát hiện ra nữa là có một công ty, đó, có một công ty uh, được thành lập lại mang cái tên là roseman Seneca mà không có chiếc tho tần, không có chữ tho tần, mà do ông Hunter Biden thành lập, à thành lập. Thế thì bây giờ không biết là cái công ty nào nhận cái tiền này, chỉ có cái hồ sơ của ủy ban tư pháp, à, ủy ban nội an và ủy ban tài chính của thượng viện mới có thể biết được mà thôi. Thành ra thưa quý vị, đây là cái hồ sơ mờ ngỏ, chưa biết thực sự ông Hunter Biden có phải là sáng lập cái công ty mà có chữ Tho Tần hay không? Tôi tôi phải đọc lại tên công ty này để 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 quý vị cái công ty để nó hơi khó nhớ gọi là Roseman Seneca Tho Tần. Trong khi đó thì người ta phát hiện là ông Hunter Biden có thành lập công ty Roseman Seneca, nó không có chữ Tho Tần đằng sau. Đó. Thì bây giờ không biết là cái tiền nó có vô công ty này thật, cái theo bản báo cáo là tiền nó vô công ty này cái công ty mà có ba chữ còn ông hơn tôi Biden thành lập công ty hai chữ mà luật sư ông, ông hơn tôi Biden bảo là ông không thành lập công ty có ba chữ nhờ kêu chứng minh thì không chứng minh thì giờ không biết biết là cái số tiền 3 triệu đấy này nó có vô túi ông hơn tôi Biden hay là vô túi công ty này mà ông hơn tôi Biden có phải là người sáng lập công ty này đồng sáng lập công ty này không tạm chưa biết đây là tất cả mù mờ và cái bản báo cáo này của ủy ban thượng viện đã bị hai vị thượng nghị sĩ nhân chủ chỉ trích nặng nề bảo là mấy ông đó là đưa những bằng chứng nó không có rõ ràng không có đầy đủ để mà bôi nhọ gia đình ông Joe Biden đó. hai thượng nghị sĩ là thượng nghị sĩ Gary Peters của tiểu bang Michigan ông này là phó chủ tịch ủy ban nội an và thượng nghị sĩ Ron Wyden của tiểu bang Oregon là phó chủ tịch ủy ban tài chính đã viết thư chỉ trích cái ông Johnson Ron Johnson và ông Chuck Grassley nặng nề trong cái chuyện này tức là anh tung ra mà không bây giờ hỏi ở footnote đó cái minh chứng đâu ra không có chỉ để khơi khơi thôi. Confidential document number six <laughs> Thành ra chuyện này bây giờ mình chưa biết đi vào đâu. Chưa biết đi vào Tôi không có nói là ông Hunter Biden không nhận. Tôi không nói ông Hunter Biden có nhận. Nói chung là nó chưa có một cái gì gọi là xác thực một cách trăm phần trăm. Bởi vì nếu có thì người ta cầm đầu ông Hunter Biden. Cho đến vấn đề ông Hunter Biden vẫn chưa bị cặp. Thì trình bày của quý vị nghe hai câu chuyện đáng chú ý trong tuần qua. Thứ nhất là chuyện cô Ivanka Trump và thứ hai là ông Vladimir Putin tổng thống của Nga nói về cái chuyện ông Hunter Biden trong vụ 3 triệu rưỡi mà cái vụ 3 triệu rưỡi ông Trump vẫn nói ở trên cái cái lúc mà tranh luận ở tại thành phố Nashville tại bang Tennessee hôm 22 tháng 10 vẫn nói gia đình Joe Biden nhận số mặc dù chưa bằng chứng đầy đủ. Có thể đã nhận rồi, nhưng mà đối với Mỹ nó phải có bằng chứng chứ không thể nói cứ hơi đi. Và ngay cả các bạn điều tra của Ủy ban Nội an và Ủy ban Tư pháp uh, Ủy ban Tài chính của Thượng viện họ chưa có bằng chứng đó này. Thì đó là câu chuyện đã ghi trong tuần gửi đến cho quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chương trình. Chúng tôi xin hẹn gặp lại vào chương trình sau.